Thích gì ở người bạn gái? Hay vô tâm lắm. Nói chuyện vô duyên. Vô tâm mà vô duyên nó mệt lắm à. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình giới thiệu về mình cho bạn nữ bên kia biết đi. Em tên Nguyễn Trung Hiếu, năm nay em 18 tuổi, lần thứ 15. 18 tuổi lần thứ 15. Mấy tuổi Trung Hiếu? Dạ 32 chị ạ. À. Hết hồn với 18 tuổi mà ế. Em cũng hết hồn. Em đang làm ở nhân viên cung ứng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn nữ giới thiệu đi bạn. Dạ, xin chào bạn nam bên kia, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em tên là Đoàn Thị Mỹ Duyên, năm nay 26 tuổi. Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên ở đây luôn. Em là nhân viên tính giá thành sản phẩm đó chị. À, dạ. Mình nói cụ thể về công việc của mình đi bạn. Dạ, tính giá thành của giày Adidas ha. Bạn có thể nói cụ thể cái việc mình cho bạn nữ bên kia biết luôn. Nếu mà ai đã có đi máy bay rồi thấy tiếp viên hay đẩy với xe xuất ăn để phục vụ á, thì khi mà máy bay đáp á là vệ sinh xong thì tụi em load những cái xe cũ xuống, là tụi em upload những cái xe mới lên, thì trong đó có xuất ăn, bia, rượu rồi đó, để cho tiếp viên khi mà bay trên trời thì phục vụ cho hành khách á. À, công việc tới suốt ngày sân bay đúng không? Bạn quê ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Chắc cũng khoảng 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Chia tay 4 năm rồi. Ở sân bay thì thật sự là rất nhiều người đẹp. Dạ đúng, ai cũng nói vậy. Không, lên xuống rồi ở nước ngoài có, Việt Nam có, rồi hành khách ra mà rất nhiều đẹp. Sao mình không tìm được một cái người nào đó? 4 năm rồi, trái tim nó cũng một phần nó nguội lạnh. Bây giờ thấy cảm, lại hả? Cảm thấy nó đơn độc lắm rồi, nó đơn độc lắm, buồn lắm. Bắt đầu hả? Muốn, bây giờ bạn đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ rồi chị, em muốn rồi. Mình muốn tìm một bạn gái của mình như thế nào? Cao khoảng 1m6 trở lên, dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ, chững chạc là được. Không thích gì ở người bạn gái? Hay vô tâm, nói chuyện vô duyên. Vô tâm mà vô duyên nó mệt lắm à. Rồi còn bạn gái, tiêu chuẩn của mình thế nào? Muốn bạn nam của em cao khoảng 1m7, chị Phan hơi cao đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m65. Dữ vậy hả? Wow. Bạn trai đó hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ người khác, biết chia sẻ với em, cũng thích đi du lịch giống em. Em thích đi du lịch lắm hả? Dạ, tại hồi trước em học du lịch mà. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn trai có thích đi du lịch không? Dạ em đi hoài. Rồi vậy là mai mốt có đồ cặp. Là ở sân bay em còn có tiêu chuẩn vé rẻ nữa, cứ làm tháng 2 tháng đi. Ồ vậy là hai người này xứng cái vụ đó rồi ha. Rồi mình có khuyết điểm hay là tật xấu gì không? Nóng tính, dễ giận, dễ hờn lắm chị. Nhưng mà ngon nguôi lắm. Em thấy em hơi ghen, được không chị? Bạn trai có tánh lăng nhăng không ta? Dạ không, dạ. Nếu mà quen người nào thì quan tâm một người thôi. Nhưng mà môi trường làm việc của bạn ấy cũng rất nhiều phụ nữ. Nếu mà em ghen là ghen phải đúng chứ còn ghen mà... Dạ đúng mà, rồi, đúng. Chứ ghen giận hờn vu vơ là cũng mệt mỏi mình lắm. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có ghen hả? Ghen nhiều không? Ghen cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, ghen một chút cho nó có thêm hương vị trong tình yêu. Bạn không thích, ha? Không thích điều gì ở một người bạn trai? Dạ, em không thích bạn trai xả rác. Xả rác hả? Chị nghĩ anh làm trong sân bay chắc không có xả rác đâu. Luật giao thông, luật pháp, mọi thứ tuân thủ theo chị. Đường chim bay anh còn tuân thủ nữa, được bộ không sao đâu. Tôi chưa gặp bạn bên đó, sao tôi binh bạn nói dữ vậy? Cũng nói là chị binh em vậy đúng không? Dạ đúng, đúng không? Cảm ơn chị đi uống cà phê chị. Có chấp hành luật lệ giao thông không? Đường hàng không cũng thuộc giao thông rồi. Đó đúng rồi. Dạ em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Bây giờ mình ổn định công việc hết rồi đúng không em? Dạ. Mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em cũng đang làm giấy tờ mua nhà. Đẹp trai nè, công ăn việc làm ổn định nè, có kinh nghiệm nè. Não mũi. Được được. Mặt cũng hậu nữa, đúng rồi, cũng hậu. Bên đàn trai hơi bị ngon à. Bạn gái cũng ngon vậy. Để xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Rất là dễ thương ha. Giống tiếp viên không á ta. Ba mẹ em khó không? Dạ ba mẹ em dễ lắm à. Nhà có mấy chị em? Dạ nhà tới 4 đứa luôn. Em là thứ ba, còn anh em cưới vợ rồi. Vậy mà anh em mà kêu 4 đứa. 4 người. Dạ, 4 người. À. 4 đứa tính luôn anh nữa. Dạ. Không sao, dễ thương mà. Được, đàn gái cũng ngon lắm à. Ngon này cân đồng lắm mà nha. Hôm nay em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ với lại bạn thân của em. Ồ, chào chị, chào Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. Cô thấy đàn trai được không cô? À thấy cũng được đó. Cũng hiền. Tại vì ở nhà toàn là người hiền không à.
nhưng mà có mình tôi nói chuyện nhiều thôi. Con nhỏ gái nó giống mẹ nó. À. Cô ơi, nhưng mà nếu như mà bên nhà trai mà muốn bên đây đi làm dâu thì cô nghĩ con gái cô đi làm dâu được không? Nói chung là hồi nhỏ tới giờ là đi học rồi ra trường là đi làm. Còn công việc nhà thì chị làm thôi. Nó không có nấu ăn thì dở. Sao bên đây cũng ứng suất ăn luôn rồi. Còn cái làm dâu á thì cái đó là do nơi hai đứa. Chứ còn nếu mà về nhà mình ở thì vẫn có chỗ để ở. Được rồi. Dạ, cảm ơn cô. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em với dì. Ồ, có mẹ, mẹ luôn. Hay quá. Chào hai MC Quyền Linh với Cát Tường. Dạ. Thân thiện, xinh xắn. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay đi thì có mẹ của Trung Hiếu. Còn hả mình là gì? Nhưng mà mẹ nói thôi để mẹ ngồi mẹ quan sát cô dâu tương lai một tí. Để cho gì được hả thay mẹ mà nhận xét một chút. Thấy cái cử chỉ của bé ở trong đi ra đó. Cử chỉ cũng khoan thai, dịu dàng. Lời nói thì cũng chậm rãi. Nói chung thì thấy tính cách cũng được vậy là thấy là cũng vui rồi. Cũng như là cũng nghiêm túc rồi. Thì hồi nãy giờ ngồi quan sát thì mẹ là ưng ý lắm. Nhưng mà không biết lát thì hả có chịu con trai mình hay không thôi. Dạ, rồi cảm ơn dì rất là nhiều. Cảm ơn dì, cảm ơn cô. Quan trọng là hai bạn thôi, người lớn ủng hộ hết sức mình rồi. Cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để xem tiếng sét ai tình có đến hay không. Nào. Anh chào em. Hồi sáng có làm cái này tặng anh em, làm anh tự làm. Thôi em có. Ủa làm là sao? Anh tự làm. Em chỉ mua hoa cắm vô thôi. À em tự cắm luôn hả? Em chọn thật ra là cái ly. Em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì hai người phải tin tưởng nhau, cùng nhau vun đắp cái tình cảm chứ không có muốn từ một phía. Hai người cùng chia sẻ hả? Dạ. Anh cũng thích vậy. Nãy nghe nói em đi du lịch nhiều, chắc mai mốt hai mình cùng đi. Dạ, tại em học du lịch đó, em đi từ Nam ra Bắc hết rồi. Oh, yeah. Nhưng mà có cơ hội thì mình đi lại. Anh thì chưa đi Tây Bắc được. Em thích Tây Bắc lắm, anh chưa đi hết. Chừng nào mình đi em làm hướng dẫn cho. Vậy là đỡ tốn tiền hướng dẫn. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng xinh. Dạ, anh xinh hơn em, anh đẹp trai hơn em mà, anh đâu có xinh đâu. Nhờ cái anh make up thôi à. Không, đấy xinh thiệt mà. Nếu mà cưới được em thì thời gian của anh là của em. Tiền của anh cũng là của em. Nhưng mà tiền anh giữ đi, em không giữ đâu. Sao vậy? Phụ nữ phải giữ tiền chứ. Dạ, em không giỏi giữ tiền đâu chị Cát Tường ơi. Bạn nam giữ đi. Rút tiền em biết là được rồi. Em đứng tên. Số điện thoại báo tiền là em biết. Xưa tôi thấy người phụ nữ toàn là để tiền em giữ không. Này bạn rất là đặc biệt. Không mà được đó chứ. Tiền anh giữ đi thôi, chừng nào rút em biết là được rồi. Dạ, tại bạn nam thường ra đường thì nhiều lúc mình cần tiền cái tự nhiên không đủ rồi sao anh. Em thích bạn nam của em ra đường là phải ai cũng phải khen ngợi hết, không có muốn là thua ai hết á. Em thấy bạn đó tốt quá trường luôn. Em không biết em có xứng đáng như bạn ấy không. Trời ơi, đàn gái mình phải tự tin lên em. Em xinh đẹp không chị? Tự tin lên, không có được yếm thế như vậy. Tự tin lên. Dạ. Hát bài gì tặng bạn gái đi bạn. Anh hát tặng em một bài nha. Dạ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Sống chung nhau một anh sẽ lặng im nhưng khi hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em nhiều hơn bản thân anh hứa chắc. You are big, big girl in my heart. You know it's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Nói một câu gì đó thì chuẩn bị bấm nút đi. Hiện tại anh cảm giác là thích em. Anh nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội hẹn hò. Còn chuyện tiếp theo thì điều gì đến sẽ đến. Con tim mình bây giờ thế nào? Em bị bệnh phong thấp á. Đã cưỡng lại được nhưng mà mỗi lần run hay gì đó, đổ mồ hôi. Nãy giờ là run rồi đúng không? Dạ. Là bắt đầu có bối rối rồi đấy. Bạn gái thế bạn nào? Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy bạn nam rất tốt mà chịu khó. Hình như mình thấy ánh mắt của hai bạn có chút gì đó bối rối rồi đấy. Rất tuyệt vời.
chúng ta chờ đợi điều gì đây? Đó là bấm nút. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Gia đình hai bên đang ngồi chứng kiến ở dưới. Cặp đôi này rất đẹp. Quan trọng là hôm nay có hai mẹ nữa nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng nha. Mà nè, mới có 2 sao em bấm rồi? Sợ bấm hụt. Nào, hãy nắm tay nhau các bạn. Dễ thương quá. Cảm giác thế nào bạn gái? Dạ, tay anh ấy lạnh quá. Còn bạn trai? Em thì thấy ấm. Chắc âm dương á, âm dương hòa hợp. Hai bạn dễ thương lắm đó nha. Tôi nghĩ hai bạn đã là vợ chồng của nhau rồi đấy. Hai gương mặt rất là giống nhau. Mà người ta nói hai gương mặt giống nhau là hạnh phúc trọn đời luôn đó. Các bạn có đồng ý như vậy không ạ? Chúng tôi mong lắm. Đây là chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rất mong tin vui của hai bạn nha. Nắm tay nhau dẫn bạn gái đi xem phim. Nghe cái giọng mình tưởng hình dung ra là già hơn vậy. Dạ vâng. Nhưng mà không ngờ thì bên ngoài có vẻ nhìn vẫn còn con nít quá. Dạ vâng. Tin quá. Dạ. Mối tình này nó sẽ đẹp mãi mãi luôn. Bạn trai mặt rất là phúc hậu. Đúng rồi. Bạn gái lúc đầu cũng hơi sắc sảo chút, nhưng khi gặp yếu bạn điệu, trai nữ liền. Tự nhiên là nó rụt rè xuống liền. Thích tình quá. Yêu nó sẽ làm mềm tất cả mọi thứ thưa quý vị. Em ước gì một ngày nào đó em cũng gặp một người đàn ông mà tự nhiên em đang cứng về, em gặp cái thiên nhiên em cũng vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai để xem những hình ảnh này có diễn ra không quý vị nha. Hàm An. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lưu Thái Hòa ạ. Em 24 tuổi. Và bây giờ em đang là sinh viên của Viện Y tế Công Cộng. Và trước đây là em đã từng học đại học Hưu Tết rồi, tốt nghiệp rồi. Sau đó thì em đi làm một năm. Theo cái đam mê của mình là làm kỹ thuật viên xét nghiệm. Cho nên là em mới bỏ hết rồi đi học trở lại theo đúng đam mê của mình. Một cô gái có ý chí rất là cao. Quê em ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nghe bạn trai mình giới thiệu đã nha. Dạ. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bà cô hàng xóm và chào toàn thể tất cả các bạn đang có mặt truyền hình và đang xem truyền hình. Mình tên là Nhâm Thiện Sĩ, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên tại trường Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần. Giáo viên hả? Dạ. Ở trung tâm đó là như thế nào bạn? Dạ, trung tâm này là chuyên dạy về cho trẻ, can thiệp về trẻ tự kỷ, trẻ rối loạn ngôn ngữ, trẻ chậm phát triển, rồi can thiệp tiềm học đường. Dạ. Vậy tôi nghĩ bạn là một người rất là bản lĩnh đó ha, gọi là kiên nhẫn nữa. Dạ vâng ạ. Đúng không? Bởi vì dạy ở trường nó rất là khó. Bạn dạy lâu chưa? Dạ, em cũng dạy được gần 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi. Ủa, nhưng mà các đối tượng học viên nó là lứa tuổi nào dạ, bạn? Dạ vâng, thì lứa tuổi khoảng từ 18 tháng cho đến vị thành niên. Bạn có biết là con đường nó rất là khó không? Dạ vâng. Nhưng tại sao mình lại chọn? Dạ có thể là em đam mê yêu con nít. Ồ. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Thái Bình ạ. Thái Bình. Bạn vào đây lâu chưa? Cũng được 8 năm rồi ạ. Điểm mạnh của bạn và điểm yếu của bạn? Điểm mạnh thì chắc là chỉ là vui vẻ, hòa đồng. Em cũng hay cười nữa, em cũng thích chơi với con nít lắm. Điểm yếu của mình? Em cũng hậu đậu. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai để hẹn hò hay là mình muốn tiến tới hôn nhân luôn? Dạ em muốn tiến tới hôn nhân luôn. 24 tuổi, yêu. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, gia đình em thì cỡ 25 tuổi là già đó. Vậy hả? Dạ. Em ơi, mình dạ đã vâng. Muốn lập gia đình chưa em? Dạ vâng, thì ở nhà thì bố mẹ cũng hối lắm rồi. Phía bên đấy mà có đồng ý thì có thể là trong vòng khoảng 1-2 năm nếu mà làm quen rồi mình tiếp xúc mình thấy hợp thì có thể tiến tới hôn nhân được ạ. Mà bây giờ nếu lấy nhau thì mình ở đâu? Bạn có về quê không? Dạ hiện tại em đang tính lập nghiệp ở Sài Gòn ạ. Bạn chịu ở rể không? Ở về thì được luôn ạ. Được luôn ạ. Vậy thì bây giờ mình tìm người như thế nào? Dạ vâng, sở thích của em thì là thích con gái tóc dài, càng dài càng tốt. Em thì yêu con nít, thích con nít, vì thế nên người bạn đời của em là cũng phải yêu và chăm sóc con nít. Bên kia bạn ấy thích con nít rồi đấy. Em thì Thái Bình, miền Bắc phải không? Bên này miền Nam thì em nghĩ là vùng miền nó có cách trở gì không em? Thì em thấy là cái phong tục tập quán của hai miền thì nó cũng khác nhau. Vấn đề về ăn uống thì người miền Bắc là ưa mặn nhưng mà người miền Nam thì ưa ngọt. Không sao, nó giải quyết nhanh lắm, bỏ đường vào nước mắm nhanh lắm. Dạ vâng. Chỗ là mình tâm hồn mình với thế nào thôi. Bạn nữ nghĩ sao, bạn có ngại gì về việc khác biệt vùng miền này không?
Dạ, mẹ em cũng là người gốc Bắc ạ. Ủa vậy cho hả? Nên là ăn uống trong nhà cũng là theo kiểu người miền Bắc. À, mẹ em ở đâu? Quê ở đâu? Dạ, quê ở Thái Bình luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ, vậy là yên tâm rồi bạn trai ha. Dạ vâng ạ. Vậy yên tâm rồi. Có thể là về thăm bà con là được rồi đó. Dạ vâng. Rồi, bây giờ bạn nữ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ảnh rắn chắc rồi, khỏe mạnh, không có bị béo phì là được. Tự lập, có cái kinh tế riêng của gia đình, rồi sạch sẽ, rồi nói chung là tươm tốt á chị. Ừ. Có nghề nghiệp ổn định, quan trọng là hợp với em là được. Cần nhiều đó. Rồi em không thích điểm nào ở người đàn ông? Em không thích ảnh ba hoa đâu. Ảnh có sao thì nói vậy, cứ thật thà là được rồi. Phải trung thật, trung thủy với mình. Chào chị ạ. Nghe cái giọng mình tưởng hình dung ra là một già hơn vậy. Dạ vâng, em già trước tuổi chị. À, nhưng mà không ngờ thì có bên ngoài có vẻ nhìn vẫn còn con nít quá. Dạ vâng. Tin quá. Dạ. Em phải là người sạch sẽ gọn gàng không? Dạ vâng, em thì thích ở sạch, ở trọ mà mấy đứa là em dọn hết. Ừ. Em có chung thủy không? Dạ không, thì em quan điểm của em là nếu mà không cưới thì đừng có yêu. À, có nghĩa dạ yêu là phải tiến tới hôn nhân. Kêu phải đi tiến tới hôn nhân. Hay hay, nghe quan điểm này cũng hay nè. Ok, rồi, được, tương đối. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ vâng, hôm nay em đi với em gái ruột, em rể và đi với bạn đồng nghiệp ạ. Dạ anh chị ạ. Em thấy chị này dễ thương, hiền lành, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Chị học nghề y thì có thể chăm sóc anh em được hơn. Anh em có tật xấu gì mà chưa có kể ra không em? Anh ấy hiền, nói nhiều nhưng mà hơi nóng tính. Nhưng mà bớt nóng đi nha. Dạ vâng, dạo này thì tiếp xúc nhiều với trẻ em nên cái tính của em là nó cũng dịu đi rồi anh. Không, anh nghĩ em là một người cũng kiểm soát được tâm lý của mình đấy. Bởi vì một người mà đi dạy những trẻ em tự kỷ như vậy sẽ phải là một người rất là kiên định, chịu đựng, rất là nhẫn nhịn. Dạ vâng. À, anh tin điều đó. Và một cái gương mặt hết sức là phúc hậu. Có đi với ai không em? Dạ, em đi với mẹ với chị hai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thực ra thì cháu Hòa thì cũng là mới lớn lên. Cháu rất là người ta gọi là lớn người nhưng mà cũng còn trẻ ngọc bạch lắm, nại non nớt. Cho nên nhiều khi rất là cái tính ai dí dỏm, hơi tính hơi trẻ con. Về việc học hành thì cháu rất là chịu khó, siêng năng. Việc nhà cũng vậy, nói chung là có những cái lúc mà tôi không có nhà thì cái đặc thù nghề của mẹ cũng không phải thường xuyên ở nhà, cho nên là con cũng tự chủ động trong vấn đề gia đình lo lắng cơm nước. Dạ, xin hỏi cô làm dạ về việc gì ạ? Dạ, tôi xin nói tôi là bác sĩ. À, dạ, dạ. Là con thì theo tôi thì cũng quê ở Thái Bình. Thấy cháu thì cũng rất là hiền. Ở cái ngành nghề mà chịu đựng với cái mức công việc như thế thì cũng rất là kiên nhẫn đấy. Dạ. Bạn trai có muốn nói gì với bác gái không? Nếu mà có thể tiến tới hôn nhân, cái đấy là việc vui. Còn hiện tại thì có thể là cháu xin phép bác ạ, là cho em và cháu là có thể là trước tiên là mình giao lưu tiếp xúc rồi mình hẹn hò với nhau để tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Dạ, cháu cảm ơn. Bác cảm ơn cháu. Dạ vâng. Thế thì bác cũng thống nhất thôi, cái đó là tùy Hòa và tùy cháu ai dạ cứ tìm hiểu. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cháu. Cảm ơn. Dạ. Để anh xem mình đàn gái thế nào ha. Dạ vâng ạ. À, chào em, dĩ nhảnh còn con nít trẻ con. Mà không, nhưng mà học như vậy là tốt đó em. Tương lai mình phải nói là mới có phát triển. Hầu đầu chút cũng sao con gái mà. Vậy cũng dễ thương, có anh này anh chững chạc rồi. Cảm nhận của anh, kinh nghiệm qua bao nhiêu lần là mai mối anh thấy được đấy. Ha, bây giờ mình kéo màn lên đi. Hai người sẽ gặp mặt nhau. Quan trọng là do hai người thôi đó. Vâng ạ. Rồi, mời bạn. Hôm nay là tiêu gặp mặt, anh có quà tặng em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Em có thích du lịch không? Em thích đi du lịch. Nếu mà bữa tối hẹn hò thì tụi mình đi ra công viên ngồi ăn kem nha. Nói là một cái điều thú vị. Về công việc làm của em thì thời gian rảnh có nhiều không? Hiện tại em đang đi học từ thứ hai đến thứ sáu. Còn mang tối thì hầu hết là em rảnh. Thứ bảy chủ nhật em cũng rảnh cả ngày. Anh thì hiện tại là đang đi học buổi tối tại trường Đại học Quốc gia. Thì ban ngày là đi làm, thì buổi tối thì có thể là học một số buổi, một tuần là có thể học 3 đến 4 buổi. Vì thế là cũng chỉ có thể dành được khoảng 3 buổi tối và nguyên một ngày chủ nhật. Dạ. Nói cảm nhận về nhau đi bạn. Khi mà lần đầu tiên thì anh nhìn thấy em thì anh thấy em dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Còn đi sâu hơn về nữa thì có thể là mình từ từ hẹn hò, mình tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì lúc đấy thì mình sẽ cảm nhận nhiều hơn. Dạ. Còn bạn nữ cảm nhận về thế nào về bạn trai? Thấy ảnh chững chạc, ảnh lớn, thấy ngưỡng mộ anh quá. Ngưỡng mộ gì em? Thấy
ảnh chững chạc, ảnh đẹp trai rồi. Cũng có công việc ổn định, học vấn rồi làm dạy cho trẻ thì em cũng ngưỡng mộ về công việc của anh lắm. Thì khi nào có dịp thì có thể dẫn em đến đấy tham quan và tiếp xúc với trẻ nhiều hơn. Ngưỡng mộ công việc bạn trai, hát tặng bạn ấy một bài đi. Hát bài Đồng Xanh nha anh. Tình yêu đôi ta trong veo như gió sớm mai vương vai em đây. Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây. Lệ em hát, lệ anh hứa, trao yêu thương mãi muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao, lại gần hơn nhé anh. Có hay dễ thương quá à. Cô này baby lắm nè à. Mốt về dỗ cũng mệt lắm nha cưng, chịu khó nha. Nha. Dạ vâng. Anh ở Bắc nhưng mà là bố mẹ vào vào Đắk Nông á, làm ăn kinh tế là từ năm 2000. Thì anh sống ở một mình ở ngoài kia với ông bà, thì nói chung là tính tự lập của anh cao. Mình cũng không có gia trưởng lắm. Nhưng mà là theo cái về cái tự tôn của một người đàn ông á, thì nói chung là cũng có. Nên là đôi khi là làm gì thì cũng phải biết nhịn một chút thì lúc đó gia đình nó mới êm ấm được. Vậy nó em mà năn nỉ anh có chịu nghe không? Sao hả? Nếu em mà năn nỉ anh có chịu nghe không? Năn nỉ là chịu luôn. Năn nỉ là chịu luôn. Nói nghe gì đứt ruột luôn rồi, không nghe sao được. Cái nào mà khóc thì còn đứt ruột nữa. Không, em không có khóc, em ít khi khóc lắm. Đó là vũ khí tốt nhất của người phụ nữ đấy em. Mà ai cũng đặc biệt là sợ nghe khóc. Bây giờ mỗi người hãy suy nghĩ thật kỹ, nói với nhau một điều gì đó, nói lên cảm xúc và tình cảm của mình. Anh cũng không tin vào tình yêu sét đánh đâu. Nhưng mà giữa cái ánh mắt thì người ta thường hay kêu là có tia lửa điện. Anh với em thì lần đầu tiên gặp mặt thì hãy tạo cho anh một cái cơ hội đi. Anh cũng lần đầu tiên yêu hay là nó cũng là lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với một người con gái. Dạ. Cô gái, nói gì đi. Nghe cảm động quá, không biết nói gì đó anh. Em hy vọng là trong thời gian sắp tới tụi mình quen nhau thì anh nghiêm túc, anh có suy nghĩ về cho cả hai đứa chứ không phải là suy nghĩ cho một riêng anh. Em cũng hy vọng là mình có thể ngồi tâm sự, ngồi lại nói chuyện với nhau. Không ngồi công viên thì ngồi quán cà phê, giúp mèo cũng được. Tốt nhất là ngồi công viên đi, ngồi quán cà phê thì có thể là hình như anh cũng không có thích uống cà phê. Dạ. Cũng không thích vào mấy cái nơi nhộn nhịp như vậy. Rồi, ra ngoài chơi gì chơi. Đây, đặt tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết thời gian. À, thầy giáo mà rất là ga lăng. Đây, những chiếc vé xem phim. Các bạn cứ đưa đi xem phim để tìm hiểu kỹ hơn ha. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, hãy dìu bạn gái đi. Đi xem phim. Thấy ghét quá à. Người nấu ăn về cái phần dọn dẹp á, cũng làm biến luôn. Mình làm gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi rồi để người ta tới người ta khỏi đánh giá. Tôi thấy tình hình hơi căng đó quý vị, người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày hẹn hò gì đấy mà giống bão bên ngoài đã nổi lên, nhưng mà yên tâm, ngồi ở trong một cái không gian ấm cúng và lãng mạn như thế này, em nghe tiếng mưa rơi không em trai? Dạ có thì. Bây giờ em cảm thấy trong người như thế nào? Em thấy nôn nao. Nôn nao phải không? Hên là mình đang ở trong nhà hàng chứ còn mà ở ngoài đường là nó giờ ướt nhem mút nhẹp rồi không có tâm sự được đâu. May mắn chưa, không gian thật là tuyệt vời để hẹn hò nha. Cảm ơn chị. Mời em gái bước vô trong. Rồi. Rồi, mở mặt nạ ra được rồi đấy em trai. Bây giờ thì hai bạn sẽ tâm sự lớn lên nha, cho đối phương có thể nghe được, bởi vì chúng ta đang bị cách âm bởi một cái cửa trái tim như thế này. Dạ chào chị ạ. Em chào anh. Em tên Kim Thành, em sinh năm 89, sống ở Gò Vấp và đang làm ở Bình Thạnh. Làm về gì em? Em làm bên phòng kinh doanh bán tổng đài và điện thoại. Quê em ở Vũng Tàu. Em ở chỗ nào của Vũng Tàu em ơi? Em ở Xuyên Mộc. Anh ở
Lâm, Phước Hưng, cách 30 cây. Phước Lâm là ở Bà Rịa hả anh? Ờ, gần gần bến xe trên chợ mới Long Hải á. À. Ồ, biết chỗ đó không? Rồi, không biết, từ từ tìm hiểu sẽ biết. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em cảm thấy em là người có văn nghệ. Ở trong nhà thì em quen làm những công việc nhà, phụ giúp nhà, rửa chén, giặt đồ gì đó. Wow, em đang ở với ai? Dạ, ở với lại ba má. Ba má, giỏi dữ vậy. Con ở nhà có mấy anh chị em? Nhà em thì 5 người, kết hôn 2, còn 3. Sao mấy bạn gái không làm mà con trai làm? Con gái mà đi lập gia đình sớm rồi. Rồi một đứa em gái kế nữa thì cũng đang làm trên Sài Gòn đây. Hai thằng em trai thì thằng út thì cũng lập gia đình rồi. Em với anh áp út đang ở với ba má. Lâu lâu cũng kia dạ. Rồi, mấy bạn thấy sao mấy bạn? Bây giờ là hai bạn trẻ này là cùng quê Vũng Tàu luôn ha. Ai cũng trẻ trung xinh đẹp hết. Rồi, chị hỏi tiếp em nè, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em nói điểm yếu trước. Rồi, điểm yếu. Hơi lười nấu ăn. Lười nấu ăn, rồi anh này anh nấu cho ăn. Em biết nấu nhưng mà không thích nấu, ít nấu lắm. Biết nấu mà ít nấu lắm, miễn lắm, ăn không à. Nhưng mà mai mốt có người thương tự động về nấu cho người ta ăn hả, yên tâm đi, kinh nghiệm của chị mà. Về cái phần dọn dẹp á, cũng... Làm miếng luôn. Vậy chứ em đang ở với ai? Em ở với bạn. Có ai dọn? Không phải lười nhưng mà kiểu nó không được thường xuyên thôi. Trời ơi, chắc cái phòng cũng sạch sẽ lắm đây. Sạch. Sạch. Ví dụ như cuối tuần có dành thời gian để vệ sinh không em? Có chứ. Ô thế thì được rồi. Ê, thường á đàn ông mới một tuần dọn lần, còn phụ nữ là mỗi ngày mỗi dọn. Nhưng mà cô này là phụ nữ nhưng mà một tuần mới dọn lần luôn. Mai mốt là quen em là một tuần rủ em qua dọn phụ nữa. Không cần thiết phải dọn mỗi ngày. Có gì đâu dọn hoài. Đúng rồi, cái phòng nhỏ xíu mà. Ừ. Được không? Đúng rồi, phòng thì nhỏ xíu à. Em từng làm sinh viên em biết mà. Nhưng mà ý nói chuyện là ví dụ như nhà cửa, mặc dù nó không dọn thường xuyên thái quá, nhưng mà mình làm cái gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi, rồi cuối tuần mình dọn một lần cho nó sạch sẽ, để người ta tới người ta khỏi đánh giá là à, nhà này. Có chút tranh cãi nhỏ nhỏ không sao, chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Rồi về tình trường thì sao nè? Em thì có một mối tình rồi, khá lâu rồi, mấy năm rồi, em không có đếm. Mà quen mối tình đó bao lâu, lý do sao chia tay? Quen bạn đó hơn một năm, nhà bạn ở Sài Gòn. Qua nhà bạn chơi xong rồi gia đình phản đối là chênh lệch chiều cao nhiều quá, nên gia đình bên bạn cấm cho quen. À, là bên nhà trai chê em là chê em lâu hơn bạn trai. Vậy thôi không cho quen, rồi chia tay luôn. Thì bạn em không có hướng giải quyết thì dừng lại. Còn em, mấy mối tình rồi? Dạ em thì một mối. Cũng một luôn, sao trùng khớp dữ vậy quý vị? Quen cũng được 5 năm, chia tay cũng được gần 2 năm rồi. Quen 5 năm mà sao không cưới nhau được vậy? Quen được 1 năm á, gần 1 năm á, thì là cô ấy có điều kiện đi du học. Xong rồi bọn em vẫn tìm hiểu với lại nuôi dưỡng tình yêu qua Facebook với lại Zalo á. Cũng 4 năm trời, nhưng mà cuối nhưng mà cùng... trong 4 năm nó có gặp gì, có về thăm, có gặp không? Dạ không. 4 năm biền biệt luôn? Dạ. Chỉ là nhắn tin điện thoại với lại Zalo hỏi thăm. Sau đó thì chắc có nhiều cái nó không đủ để chờ khi, đợi nhau với khi lại. Chia tay là cổ cũng còn ở nước ngoài luôn? Vâng, cô đang ở bên đấy. Tính ra là chỉ ở bên nhau có 1 năm thôi mà yêu xa tới 4 năm. Trời ơi, lâu dữ vậy. Yêu xa được cũng được chừng nửa năm, năm gì ha. Đâu mà tới 4 năm trời, vậy là bạn này cũng hay đó. Thế em có tật xấu gì không? Tật xấu em hay thể hiện cái quan điểm của em về cái vấn đề như là gọn gàng ngăn nắp gì đó. Em cảm thấy không chịu đựng được nữa thì em hay phản ứng ra. Có nghĩa là em nói ra dạ. Em là sạch sẽ gọn gàng. Dạ, em đi hay là em làm cái gì đó nó gọn gàng sạch sẽ mà ai mà làm sau em mà bê bối là không được. Là em nhịn nhiều lắm. Em không nói. Nhưng mà cái kiểu mà bị lợi dụng với lại bị ấy xong rồi em mới ức chế lên. Ức chế là mà em bắt đầu em với thể hiện ra mặt luôn. Ví dụ như em quậu bọ hay là em có những cái hành động nó hơi dứt khoát hay như thế nào, nó hơi bất bình thường một tí. Hả, bất bình thường luôn hả? Không, ý là nó không như bình thường. Ví dụ mọi lần em để nó nhẹ nhàng nhưng mà em để nó hơi mạnh tay hay như thế nào đó. Giống như dằn mặt. Dằn mặt đó. Nhưng mà bây giờ nãy tôi hỏi bây giờ có dọn phụ bạn gái không? Ví dụ từng có ra nhà qua nhà bạn nó dọn phụ không? Dạ nếu mà yêu nhau á mà không biết là em có bên Công giáo không? Em có anh. Nếu mà Công giáo thì cùng nhìn về một hướng thì dễ kiểm soát nhau lắm. Luôn luôn tha thứ. Với lại luôn luôn không được lạm dụng cái sự tha thứ đó. Không, bây giờ trời ơi xa vời quá, tôi hỏi giờ có dọn phòng phụ không thôi. Có vậy được rồi, trời ơi. Em có tật xấu gì không? Xấu nhất mà khó nói với người khác. Hồi nãy có nói rồi đó. Là cái bê đó đó hả? Dạ. Chết. Nhưng rồi. Mà cũng không hẳn là lười. Cái đó là cái mức bình thường thôi, bình thường chứ không thôi. Hẳn là cần bạn phải qua dọn, tại vì
Em tự túc được chuyện đó. Chứ sợ cái đoạn về ở chung nhà, hai chồng ở chung đó, ai dọn mới là quan trọng. Dạ. À, nói chứ thiên chức của người làm vợ, người làm mẹ, khi nào mà vô đó là ta sẽ tự thay đổi. Bây giờ ta ở mình, ta tự do, ta muốn làm gì ta làm. Tôi nói vậy thôi, chúng ta thấy tình hình hơi căng á, quý vị thấy sao, quý vị có ý kiến gì không? Hỗ trợ cho bạn ấy với, người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Hết rồi, bà Mai hôm nay tiêu rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trắng, tóc cỡ ở đây, ngang vai, khuôn mặt vui tươi, cao 1m58 với 1m60. Không tới, hồi nãy nghe tao nói không? Chia tay là tại vì nhà bạn trai không có chịu, tại bạn này hơi lùn đó. Thì nó còn yếu tố khác nữa bù đắp vô. Còn về cái cách sống bên trong á, là biết kính trên nhường dưới, chung thủy, vun vén cho gia đình, chăm lo cho gia đình, giáo dục con cái. Cái đó thì chắc là được. Thế em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thật ra là em không có mẫu. Hợp là được, nhưng mà do hồi lúc trước cũng một phần bị chia tay là do là không có cùng đạo, cùng tôn giáo. Thì bây giờ em cũng muốn quen bạn là cùng tôn giáo. Bây giờ cùng tôn giáo rồi đó là thấy nhẹ nhàng rồi đó, thấy không? Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai em? Hút thuốc là em không thích. Có hút thuốc không? Có chút chút, nhưng mà có thể bỏ. Tôi thấy vậy. Ví dụ như bây giờ bạn trai này sẽ bỏ hút thuốc, bạn gái này gọn gàng lên chút xíu. Đó, vì tình yêu hai bạn mỗi người tự điều chỉnh mình chút xíu, đẹp đôi luôn. Đồng ý không? Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Ai biểu em nói quá, người ta tưởng đâu là em không có dọn luôn. Bây giờ nhưng mà chị thấy hai bạn bù trừ cho nhau vậy là được rồi, hợp lý rồi đó. Quan trọng là cùng về nhìn về một hướng. Thôi bây giờ vậy, cho mình đoán nhau đi nha. Ồ, nè, lựa đi. Hai anh đó em chọn anh nào chị gả cho? Chọn đi, cô nào trong năm cô đó? Em đông quá, bên đó tao có hai người à? Đông quá. Đông quá, cho hơi choáng. Cho ảnh cái gợi ý đi, 2, 4, 6 người lận. Em là người như thế nào? Chị, em nghĩ đây nè. Sao em đoán ngay đó? Em cảm giác thế. Nhưng mà em phải có cái gì đó em nhìn tại sao? Tại vì nói về bị từ chối về vấn đề chiều cao á. Em chọn chưa? Em chọn rồi. Đâu? Thử cái cảm giác của mình ngay lần đầu tiên rồi có cảm giác không? Em chọn anh này. Rồi, bắt đầu nha. 1 2 3 Chào em. Dạ chào anh. Dạ, yeah, hôm qua nè. Có món quà dạ, tặng em nhé. Sorry anh, là em không có đủ thời gian để chuẩn bị quà. Không thành vấn đề, anh hy vọng là em nhưng bây giờ thấy em cái món quà này ý nghĩa, một cái đồng hồ cát á. Ý nghĩa gì ở cái đồng hồ cát? Sau này ví dụ có những cái chuyện gì đó, cái đồng hồ cát đấy nó làm cho mình nhớ những cái lúc mà gặp lần đầu gặp nhau, có cái kỷ niệm. Thời gian rồi. Là sự tha thứ chờ đợi. Hay quá. Bạn trai này rất xuất sắc. Một tấm hình 6 người nhìn vô chỉ ngay trúng bóc em luôn. Mà em có 2 người mà em giờ phạt cổ gì vậy em? Cũng bình thường thôi chị, cái đó cái tâm lý mà ai cũng thích đẹp trai. Ủa vậy hả? Ủa? Anh kia đẹp trai chọn, hả? Chọn anh kia phải không? Chọn anh kia. Đừng nói tôi bị phạt chứ. Ây da, trời ơi. Đây nè, chọn anh này nè. Đúng rồi, thằng bạn em đó. Bạn em thì đúng rồi, đó. Chụp hình chung với em thì thằng hèn bạn em là đúng rồi. Hèn gì, nó có vợ rồi. Có vợ, trời ơi, ác ghê, có vợ rồi. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Drop Cut BBQ. Xin mời món ăn lên ạ. Bây giờ các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng The Drop Top BBQ nha. Rất là thơm ngon luôn. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, cởi mở thân mật nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, cảm ơn. Mời hai bạn tự nhiên. Dạ, em mời anh ạ. Mời. Em lên trên này làm lâu chưa? Từ hồi lúc mà sinh viên tới bây giờ lên cũng được 10 năm rồi. Còn anh là anh làm ở Vũng Tàu hay là làm ở đây? Làm ở gần nhà. Anh đang làm việc gì ạ? Nhân viên resort. Nhân viên resort là làm gì trong đó? Công việc chính là hỗ trợ thông tin với lại hành lý cho khách lên nhận phòng. Giống như lễ tân vậy. Nhưng mà vòng ngoài. Dạ. Khách tới thì mình tiếp xúc khách, rồi khách về thì mình cũng là người sau cùng để chào đón khách. Hoặc là có những cái vấn đề gì đó mình hỗ trợ cho khách. Cũng bình thường thôi, không có hơn gì ai hết. Người ta nói là hay có cái cảm tình đầu tiên á. Thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh anh có gia trưởng không? Thế nào gọi là gia trưởng? Hay nắm quyền kiểm soát á? Không, anh nghĩ anh không hay phải là... control người khác. Anh nghĩ anh không phải là người như thế. Anh chỉ là người là dựa theo cái gì đó đúng để nhắc nhở hoặc là thể hiện thôi.
Nếu mà không được thì dùng cách khác hay là có thể là buông. Như hồi nãy em giới thiệu á, em nói cái tính xấu của em á, thật ra em là người sạch sẽ gọn gàng lắm, anh yên tâm. Đó chỉ là em nói trước để cho mình câu chuyện về sau thôi, chứ thật ra anh phản đối lại nó hơi mạnh á. Không thì đúng thật, này nghe thì giống như tưởng như là bê bối lắm, nhưng mà anh hiểu mà, tại vì anh cảm nhận được. Còn ví dụ giống như là anh nói chuyện với chị Tường hoặc em á, có thể là em hoặc chị Tường cảm nhận anh là người quá gia trưởng hay là khó tính, nhưng không phải, cái đó là cái vấn đề nhân bản, nhưng cái sạch sẽ cần phải có chứ. Anh cũng hiểu mà, anh đi làm nhiều anh biết có nhiều người cái tính khác nhau, nhưng mà mình thì mình hay thẳng tính nên là bị nhiều người kiểu không có ưa mấy hả. Ví dụ mình về nhà bảo thằng Thành nó sạch sẽ với lại nó khó, như vậy không phải, tại đi làm nó như vậy, về nhà nó phải như vậy, nó sạch sẽ nó tốt cho mình. Mà anh nghĩ là sao mà tới bây giờ anh vẫn chưa tìm được người để quen? Anh không biết nữa. Còn em nghĩ sao? Chắc là do em lỡ giống như là mấy bạn mà cùng tôn giáo muốn quen bạn cùng tôn giáo với mình luôn á, thì hay sinh hoạt mấy cái hội nhóm á. Thì do hồi lúc trước còn sinh viên em lại không có tham gia mấy hoạt động đó nhiều, nên là em nghĩ là bị lỡ. Đi làm với lại đi công tác này nọ các kiểu thì gặp toàn là mấy bạn không có đạo không à. Em thì tư tưởng là không nhất thiết là phải quen người cùng đạo lắm, có thể là khác đạo nhưng mà mình có thể nhìn về cùng một hướng. Nhưng mà thì gặp trường hợp như em vừa nói mới nãy ấy, bị sốc á. Anh nghĩ cái vấn đề đó nó không có quan trọng quá đâu. Em cũng quan trọng, bây giờ em không nói không sao mà giờ em dẫn về rồi, thí dụ giờ ba mẹ của cổ y chang trường hợp kia giờ không chịu, nói là không, bé này nó thấp quá. Anh xin lỗi, em cao 1m bao nhiêu? 1m1. Cái gì? 1m1. Không, nói chuyện nghiêm túc để dễ hiểu chứ đùa giỡn thì tới sáng mai vẫn chưa hết câu chuyện. Sorry chứ em hơn 1m4 à? Ô thế thì chiều cao trung bình của phụ nữ rồi. Thí dụ như mà em chịu mà giờ gia đình em không chịu rồi em tính sao? Em hy vọng là em đủ để thuyết phục gia đình. Bây giờ quay lại vấn đề hồi nãy, tôi ở ngoài tôi ngồi tôi vô Facebook tôi kiểm tra Facebook hai bạn, sao tôi thấy Facebook của bạn toàn là đưa Facebook coi. Nè, hình của ảnh nè. Đó. Facebook sao toàn hình con nít không vậy? Có con hả? Không, thằng cháu trai. Cháu con trai. Của thằng Út. Bên công giáo em đỡ đầu cho nó, cưng lắm. Cháu thiệt đúng không? Chứ em phải có giấy chứng nhận độc thân em mới vào ngồi vào ai đây. Ai biết, nhiều khi độc thân nhưng mà có con rơi con rớt sao? Tôi tò mò quá, tôi tò mò thiệt. Bây giờ sẽ có một số trò chơi, một số những câu hỏi như thế này. Chị Tường sẽ đọc những câu hỏi trong này, các bạn sẽ trả lời nhanh, thử coi hai bạn có trùng khớp ý với nhau hay không nha. Rồi, để chị đọc cho. Bạn có bao nhiêu em gái mưa? Không. Không. Ngược lại, có anh trai mưa không? Anh trai mưa không có, nhưng mà bạn mưa thì có. Bạn mưa là sao? Bạn mưa là bạn sao? Là bạn đi với mưa, tắm mưa chung hả hay sao? Chị nói vậy cũng đúng một phần á. Giống như là em có một vài đứa bạn mà chơi thân từ hồi mẫu giáo tới bây giờ luôn. Không biết cái thời buổi này em hiểu cái từ em gái mưa không? Cái tiếng lóng á. Anh giải thích giùm em. Mưa tức là quá thân mật luôn mà không có phải là vợ chồng. Bạn mưa của em là bạn trai hay bạn gái? Con trai. À, có nghĩa là chơi từ nhưng nhỏ. Nhưng mà chơi từ hồi nhỏ tới bây giờ. Nếu mà mình nghĩ quá thân mật thì em không phải. Cô này cô còn ngây ngô lắm, mặt cổ nói chỉ mưa mà cô không hiểu gì trơn, cô tưởng tắm mưa thiệt. Rồi, em bóc một câu nữa đi. Vừa đói vừa buồn ngủ, bạn sẽ làm cái gì trước tiên? Vừa đói vừa ngủ thì em đi tắm trước. Trất quốc vậy? Em vừa đói vừa ngủ. Sạch nhỉ? Tại sao vừa đói vừa ngủ mà tự nhiên rồi đói vừa ngủ mất gì? Em đi tắm thì em sẽ tỉnh, em không buồn ngủ nữa, và lúc đó em ăn ngon hơn. Lạ thiệt luôn, ta đói gì ngon thế rồi, sao? Vừa đói vừa ngủ em làm gì nếu trước? Nếu buồn ngủ quá này em ngủ á, em ngủ chút xíu xong em dậy em ăn. Nghĩa là ngủ bụng đói phải không? Tôi đang suy nghĩ là không biết vừa đói vừa buồn ngủ chọn cái nào trước, chắc cũng phải ngủ. Tại vì cơn buồn ngủ nó ập đến là nó ngủ liền chút ngủ xíu thôi. Sướng lắm. Ngủ sướng lắm. Rồi, câu thứ hai. Nếu người yêu bạn đề nghị sống thử, bạn trả lời thế nào? Không đồng ý. Em cũng không. Lý do? Em không hơn ai nhưng em cố gắng em làm đúng. Cái cuộc sống sau hôn nhân đáng để chờ đợi. Sau khi kết hôn thì mình chờ đợi nó. Hãy tạo dáng cute phô mai que dễ thương hết nấc đi nào. Hai bạn làm luôn. Đứng lên tạo dáng coi. Em đứng đắn lắm, em không có biết mấy cái dáng gì hết. Thì kệ em làm sao miễn thấy dễ thương thôi. Em làm trước đi. Em là chỉ có như vậy thôi. Đó, còn anh? Thế rồi. Bắt trước. Để tôi coi còn câu nào chưa hỏi nữa không. Câu này là tôi trả lời chung luôn nè. Hai ba trả lời nhanh nha. Ai trả lời trước người đó thắng, ai trả lời thua bị phạt. Thục dầu 5 cái. Nếu ở nhà một mình đi toilet, bạn có đóng cửa không? Có. Dạ có.
Mà lấy đứng lên đứng một vòng lên cho người ta coi coi cái tội chậm chạp. Lúc nào tôi đã nói rồi còn chậm chạp. Đó. Ờ, chị nói giỡn á. Không, chị đứng lên cho em coi đó à. Em ngon lành đâu có gì đâu. Bây giờ rồi cảm ơn em về chỗ đâu không có phạt em đâu. Ai nỡ phạt phụ nữ đẹp. Nói chung á chị thấy là như vậy nè. Quan trọng là cảm xúc tình yêu. Cái chuyện có một vài cái quan điểm bất đồng hoặc là cái chiều cao. Bây giờ ăn uống dinh dưỡng lắm. Con cái nó sẽ cải thiện được cái chiều cao. Thì hai bạn hãy tự nói lên cảm nghĩ của mình ngay lúc này đi. Em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Em thấy thì anh mới trò chuyện có một thời gian ngắn ở đây thôi. Nhưng mà anh có vẻ là bảo vệ chính kiến của mình nó hơi mạnh á. Thì thật ra em cũng là thích người có bản lĩnh, thích người có chính kiến của mình. Nhưng mà không cần thiết phải mạnh quá như vậy. Mình có thể là điềm đạm và giải quyết sau từ từ, nói cho bạn mình hoặc là cho người ta hiểu sau cũng được. Cảm ơn em. Anh cũng nhận được nhiều cái sự góp ý như thế. Anh thấy cũng đúng phần nào. Anh sẽ cố gắng. Thật ra thẳng tính thì em cũng thẳng lắm. Nhưng mà mình điềm đạm. Và anh cũng thấy có một số cái là chắc có lẽ là chưa đủ để hẹn hò với em. Anh cũng cảm ơn em về cái cuộc hẹn hò này. Cái này rất là một bài học rất là quý giá với thú vị. Em xin lỗi. Đâu có gì đâu xin lỗi, đó là cái cá tính của mỗi người. Em cũng đang ngồi gặp gỡ cô gái này thì nãy giờ thì em có cảm nhận nào gì như thế nào về cô gái ấy? Xinh đẹp. Cảm ơn. Có nét đẹp riêng. Dạ. Rồi cũng mạnh mẽ. Em có chút rung động nào với cổ không? Không nhiều lắm. Hai bạn đều rất thẳng tính với nhau. Và tưởng nghĩ như vậy nè, hai bạn này có một số những cái điểm chung, nhưng mà nó đang còn cái guồng á, giống như nó đang còn bị trật chưa có vô. Chúng ta đừng vội vàng nói không quá. Ở đây nè, bạn phải hiểu tâm lý nè, mất bình tĩnh trước máy quay có hơi rung khớp. Đôi lúc bình thường không phải là như vậy, nhưng mà đến đây tự nhiên cái lúc đó nó lại như vậy. Hai bạn hãy bình tâm lại, bỏ qua hết tất cả những cái gì hồi nãy giờ chúng ta suy nghĩ về những cái không được. Bây giờ thử chúng ta nghĩ đến những cái được của đối phương xem. Và trước khi làm điều đó thì bây giờ bạn trai nè, hát tặng cô ấy một bài hát đi, kỷ niệm ngày hôm nay. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai. Sống quen, không ai cần ai. Cứ vui cho trọn đêm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về. Nhiều lần ướt mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai. Xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Xin cảm ơn bạn. Sao cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Dạ, anh hát hay lắm. Hay quá. Bây giờ mọi người thấy là cặp đôi này như thế nào? Có cái cơ hội, có cái cơ may nào có thể là hiểu được nhau và có thể đi với nhau một quãng đường nó dài hơn hay không? 30 giây, các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Hoặc các bạn có thể nói với nhau một điều gì đó cuối cùng trước khi chúng ta đặt tay vào nút bấm. Em hy vọng là dù có bấm nút hay không thì mình cũng có cái duyên để gặp, thì cũng có thể kết bạn được. Anh cũng đồng suy nghĩ với em. Về sau làm bạn, biết đâu nó có một cái gì đó nó, dạ, nó đổi mới hay là như thế nào đó, dạ, tốt okay đẹp hơn. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau các bạn nhé. Nếu chúng ta cảm thấy không rung động thì không bấm nút. Không bấm nút về lịch sự, không bấm nút về bất cứ một lý do gì. Một, hai, hãy suy nghĩ thật kỹ những giây phút cuối cùng. Ba, hết thời gian. Tường tiếc lắm, không biết quý vị khán giả có tiếc hay không, nhưng mà thật sự thì thời gian trên này là không có đủ. Có thể là cái điện của mình hôm nay chưa đủ, nhưng cũng là một cái duyên gặp mặt nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Dạ. Giống như hai bạn nói, biết đâu sau cái nút bấm này chúng ta không bấm nút, nhưng chúng ta cũng có thể có thêm một người bạn bè để chia sẻ và để tâm sự những cái vui buồn trong cuộc sống. Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha.
Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã tham gia chương trình. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Đây là tới đo nhịp tim thử coi là có con đưa tay ra coi đo huyết áp rồi gì đó để nhịp tim coi có đập mạnh không. Sao? Dạ mạnh. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bảy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Nên đang thử coi có nghe không? Ôi. Hả? Rồi anh thấy sao? Không. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả thân mến đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Dạ. Ô, không có mình nay lại gặp nhau nhưng hả? Mà hôm nay không có trùng tông. Trùng tông? Không nhưng có trùng tông. Mình trùng nhịp tim sao? Hả, cái gì chị với em mà trùng nhịp tim hả? Là mình cũng đều là trùng một cái cảm xúc để mà giới thiệu cho những cặp đôi còn đang cô đơn lẻ bóng tới với nhau. Cùng cảm trùng xúc thôi chứ cùng nhịp tim là nhịp kỳ tim lắm là mà. Để cho mấy bạn nó cùng. Đúng, à, đúng rồi. Dạ, lần này quyết chiến chứ chị? Quyết chiến chứ. Quyết chiến. Yeah. Dạ, kính thưa quý vị, để xem hôm nay những người tham gia chương trình sẽ chia sẻ những câu chuyện của họ như thế nào. Họ thích cái gì, họ ghét cái gì, họ muốn tìm một người bạn đời như thế nào. Xin mời, chúng ta sẽ đến với sự hiện diện của hai bạn trai. Xin mời hai em. Wow, trời ơi, đô quá, ngầu quá. Trời ơi, về đúng ghế nha. Trời ơi, hoành tráng quá vậy cưng. Vậy bây giờ bên đàn gái là sự xuất hiện của hai cô gái trẻ chung. Ta da. Ồ. Nghe đây cưng. Rồi. Hãy lựa màu ghế của mình đi nào. Rồi, ổn định chưa? Dạ rồi. Xin mời các bạn gái giới thiệu trước luôn đi. Dạ đây, cô gái ngồi trên ghế màu đỏ. Em hãy giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào hai bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người đang xem chương trình này. Em tên là Nguyễn Thiên Nga, em 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hiltech. À, quê em ở đâu Nga? À, dạ hiện tại em đang ở bên quận 2 ạ. Quận 2. Là quê Sài Gòn luôn hả? Dạ không, em là người Yên Bái. Em vô Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi? À, em vào Sài Gòn cùng gia đình được hơn 10 năm rồi ạ. 10 năm vô đây là em vô học ở trong đây luôn? Dạ đúng rồi. À hả. Rồi thì đi học mình có đi làm thêm gì không em? À, hiện tại công việc của em là dancer tự do ạ. Ồ. À, dancer. Bên đây nghe dancer cái có chàng trai ngồi cạnh tôi, wow liền. Wow. Có cá tính. Chàng trai ngồi ghế màu đỏ luôn đi. Rồi, xin mời em. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và xin chào hai bạn nữ đang ngồi ở bên kia. Nói lớn lên cường, mạnh mẽ lên cường. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, có giống nhau như vậy, tới đây cho chị vỗ tay một cái. Dạ, chưa hết chị. Chưa hết. Thì bên cạnh đó, công việc làm thêm của em là một nghệ sĩ xiếc của bộ môn sức mạnh đôi tay và là một huấn luyện viên yoga và là một giáo viên tiếng Anh. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Từ từ để chị bình tĩnh, chị nổi da gà hết trơn nè. Vỗ tay lên. Bây giờ trước tiên tôi nghe có cái vụ là năm cuối đại học ngôn ngữ Anh đúng không? Vừa hoàn thành khóa luận. Vừa hoàn thành. Trong khi cô bên kia là năm ba. Coi như đây là đàn anh. Rồi bây giờ còn cái gì nữa ta? À là siết đúng không? Siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay là sao cơ? Tức là mình sẽ thực hiện những động tác khó trên đôi tay, mình đứng bằng tay đó chị, đứng bằng tay đó chị. Ô. Oh, wow. Trong chuối rồi hả em? Thể lực. À, về thể lực và về uống dẻo. Ôi trời, khỏe mà dẻo nữa hả? Vừa khỏe vừa dẻo. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Joy 2-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-1 mới. Thật ra trước đó em là vận động viên thể thao từ năm 4 tuổi rồi.
qua rất là nhiều môn. Ủa, 4 tuổi em là vận động viên môn gì? Môn bơi lội chị. 4 tuổi đã bơi lội. Dạ, đã bơi lội rồi nên là có cái tố chất thể thao sẵn rồi đó. À, em chuyển qua các môn võ thuật khác mà lấy được nhiều tích. Rồi sau đó em mới chuyển qua siết để thử thách cái ý chí và sức mạnh của em. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái môn mà em focus vô, em tập trung vô nhất là cái gì? Là môn siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay. Dạ. Siết sức mạnh vậy đôi tay. Vậy thì mình tốt nghiệp ngôn ngữ Anh xong rồi là mà mình vẫn đi siết. Dạ, tức là đi song hành cả hai, tức là vừa có sức mạnh thể chất và vừa có kiến thức thì mình sẽ cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và xã hội ở trong đất nước này. Wow. Rồi. Em có tham gia thi cử gì trong những cuộc thi dạ, chưa? Em từng đại diện cho Việt Nam tham dự Asia Got Talent mùa 3. Ở đâu, tổ chức ở đâu? Ở bên Singapore. Rồi mình có được... Dạ, chỉ được lọt vào bán kết thôi. Được trò bóng bán kết mà ở nước ngoài dạ. Vậy là ngon lành rồi em. Trời, em thi Asia. Em đã thấy mình chưa có đem lại được vinh quang cho đất nước hết, còn rất là mục tiêu sắp tới có hướng tới cuộc thi gì nữa không? Dạ có, nhưng mà em sẽ giữ bí mật. Dạ giữ bí mật. Vẫn luyện tập mỗi ngày? Vẫn sẽ luyện tập mỗi ngày và vẫn sẽ đi dạy tiếng Anh mỗi ngày. Vậy rồi đi chơi bạn gái giờ nào? Đó là do tại sao mà suốt 23 năm nay em vẫn độc thân và em đến với chương trình này. Em hy vọng rằng là chương trình sẽ tạo cơ hội cho em để có thể tìm được không, bây giờ chị Tường với anh Đạt thì ráng tạo cho em rồi đó. Dạ. Nhưng mà em phải có thời gian chơi với bạn gái chứ bây giờ cái lịch em kín quá. Em nghĩ rằng là cuối tuần em sẽ dẫn bạn gái đi diễn chung với em, sau đó hai đứa đi chơi. Đi coi em diễn xong đi chơi luôn. Dạ đúng rồi. Cuối tuần. Hợp lý. Rồi. Trời ơi. Em ngồi đây là em mường tượng anh chàng đó là chắc giống như Avenger khổng lồ xanh bến quá. Thiệt chứ bộ. Chắc bự con hay Tường. Hả? Bự con. Đó là nãy giờ đó là bạn Vũ ở chiếc ghế màu đỏ. Ghế màu đỏ. Đồ con khỏe mạnh. Rồi. Bây giờ tới bạn nữ ghế màu xanh nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chào chị Cát Tường và chào mọi người ạ. Em tên là Kiều Tiên, sinh năm 98, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của em đó là Tarot Reader, tức là đọc những cái tương lai của mọi người thông qua lá bài. Ủa? Thật ra thì ủa, cái đó là công việc luôn á hả Cưng, chứ không phải là sở thích? Dạ đúng rồi, nó vừa là sở thích mà vừa là công việc của em ạ. Dạ. Vậy thì là hằng ngày em làm gì với cái công việc đó? Dạ bình thường thì là khách đúng lý thì đây không phải là công việc chính của em. Nhưng mà do là có nhiều người đặt quá, cái em không còn thời gian để em làm công việc vậy khác. Vậy là em được. Coi hay lắm, sao mà nhiều người đặt luôn hả? Dạ em cũng dạ. Mà bây giờ là xuất sắc. Em làm công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm từ cuối năm 2019. Thật ra thì cái cuộc sống của em đó giờ nó không có liên quan đến cái này. Tại vì trước đó là em có kinh doanh từ năm lớp 9 cho đến cuối năm 2019 của em, tức là khoảng 4-5 năm gì đó em kinh doanh. Mà em học thì là em cũng học ngành kế toán ra nữa, nói chung là không có liên quan. Năm nay em bao nhiêu tuổi Cưng? Dạ hiện tại em sinh năm 98 thì khoảng hình như là 23 hay 24 gì. Nhưng mà quê gốc mình là ở đâu Tiên? Dạ em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị Tường. Dạ. Sao em tới phiên bạn trai ngồi ở ghế màu xanh mà em giới thiệu. Dạ, đầu tiên là em xin chào hai MC duyên dáng và cực kỳ dễ thương của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên đầy đủ là Lưu Quốc Tuấn, nghệ danh của em là Danh Lưu. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 31 tuổi và em vẫn còn độc thân. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ và thân thiện, rất là dễ gần. Còn điểm yếu của em thì lâu lâu em hay nóng tính, hay khùng hay điên cái gì. Hay khùng hay điên. Nói rõ rõ hơn đi để hai em gái bên kia sợ. Dạ thì cái điểm em nói về cái điểm điểm yếu của em thì cái lúc mà kiểu như em hay nóng tính á thì em giận lên thì em không muốn nói chuyện với ai hết trơn. Em muốn đi một cái nơi nào đó nó có khoảng lặng riêng cho mình. Rồi khi nào em hết giận hết nóng thì nói chuyện tiếp. Rồi bây giờ thì nhà chim tinh học em phải nói về điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em thì mọi người thường đánh giá em là người vui vẻ, hòa đồng, với lại thông minh, tiếp thu nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì là em cái này nó vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của em, đó là em rất thẳng tính. Dạ. Với lại em cũng khá nóng tính nữa. Thẳng thắn tới mức nào mà gọi là khuyết điểm? Tức là nếu mà gặp cái chuyện gì mà nó không đúng á thì em sẽ nói, chứ em không có kiểu gọi là cho qua được. Dạ. Bây giờ tôi quay lại chứ anh chàng trai cao to vạm vỡ ngồi bên cạnh tôi nha. Quá trời tài năng. Quá trời tài năng. Vậy thì em có cái điểm yếu gì? Chị chưa hỏi điểm mạnh thì hỏi điểm yếu trước. Cái điểm yếu của em có lẽ trước hết chị cũng thấy và mọi người cũng thấy là quá bận cái nè. Quá bận là không có thời gian. Dạ, quá bận cho nên là nhiều khi em sẽ bị gọi là hơi áp lực về công việc. Rồi. Dạ. Nếu như vậy thì mạnh là cái gì? Em nghĩ rằng em cũng tự tin.
Em tự tin nhất về bản thân em là về cái điều gì? Về khả năng thuyết phục người khác. Bên có thì một anh diễn xuất và một anh diễn xiếc. Thì bây giờ em có thế mạnh thế yếu gì để em show ra với hai ảnh không ạ? Em tự nhận thấy cái điểm mạnh của em là một người chăm chỉ. Chăm chỉ? À, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hỏi. Chăm chỉ. Em biết nấu ăn không? Dạ, em biết nấu ăn nhưng mà em chỉ nấu cho một mình em ăn thôi. Bởi vì em ăn theo cái thực đơn riêng của em, kiểu em ăn ít clean ấy ạ. Thôi bây giờ vậy nè, quan trọng là hai bạn ghế đỏ hôm nay có một cái sự trùng khớp. Hai bạn là coi như là gọi là đồng môn ngôn ngữ Anh. Bây giờ hai bạn nói tôi đâu có tin. Hai bạn thử chào nhau tiếng Anh coi, mặc dù tụi tôi không hiểu nhưng mà tụi tôi vẫn nghe được. Xin mời hai bạn, rồi đại ca trước đi đại ca. Good afternoon everyone. My name is Thế Vũ and I'm from Vietnam. Currently, I am the senior year student of ABT University studying English Linguistics major. And my passion is hand balancing and upstring yo-yo. Besides that, I am an English teacher who teach for my lovely students. That is the reason why I don't have so many time and I'm so busy to find a new lover. That's why I come here in a game show named Ghép Đôi Thần Tốc to make it happen. Chào cô Tiểu Muội. Rồi, rồi hai người giao lưu với nhau đi. Trời ơi, tiếng Anh mà còn không biết xưng hô sao nữa, Vũ Quỳnh đi thôi. Ok, hi nha. Hi. Actually, I really admire you because you are a dancer and you are the same major with me. And that's why it makes me feel like you are the one who born for me. I hope so. Cái gì? Em nói đi. I hope so. Ủa vậy thôi đó hả? Ủa vậy thôi đó hả? Sao người ta làm một tràng dữ vậy mà làm trời, bà nói chữ vậy? Thôi biết người ta làm quá trời ở đó. Ừ. Em hết sổ. Phê hết luôn. Tự tin lên. Yeah. Hi there. So glad to see you today and I hope we can be a couple. Yes. So actually we haven't had a chance to see each other yet, but I think that the show that we spend with each other right now is the thing that I really appreciate. And after seeing you, I hope that we are able to having the opportunity to date with each other and can go far away. Thank you very much. Thank you. Vậy thôi hả? Bà kia có tiệm lời dễ sợ quá. Thank you. Cảm ơn em. Sao? Em nói gì? À, em chưa nói điểm yếu của em. Điểm yếu rồi, em nói đi. Vâng, điểm yếu của em là em ít nói. Nãy cũng nói nhiều lắm mà. Em ít nói thôi. Thì đó thì người ta nói quá trời tiếng Anh luôn. Qua tới em hết sổ. Không ấy bây giờ em ít nói em hát được không cưng? Dạ được ạ. À, em biết hát một chút xíu. Ok, chút xíu. Mời em. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Phố đã lên đèn, bên người em thương em nhớ em mong. Có nhạc bên cạnh ai không feel, có anh bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của em luôn ngàn năm. Phố đã lên đèn, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã lên đèn, đi tìm lời ca em viết chân vương. Mưa rơi chơi vơi còn mơ về anh, nguyên vẹn câu chuyện ta thường xem. Hạnh phúc sẽ không xa nếu như ta xem nhau là tất cả. Wow. Sao? Cái giọng thiệt dễ thương quá trời luôn á. Hơi bị ưng rồi. Hơi bị ưng rồi phải không? Hơi bị chàng trai màu đỏ nó hơi bị ưng, còn em sao? Quá dễ thương chị. Quá dễ thương. Dễ luôn. Siêu lòng. Chị nhắc lại cho em biết rằng là ở đây chúng ta có một sự cạnh tranh lành mạnh nha. Hai chàng trai mình có quyền lựa chọn một trong hai cô gái, tức hai cô gái cũng ngược lại. Rồi thế bây giờ tình trường sao? Chàng trai hào hoa phong nhã vô nghệ thuật, đi làm nhiều, xung quanh nhiều cô diễn viên, nhiều cô đồng nghiệp. Tình trường chắc nhiều à? Nói tới tình trường éo le lắm chị ơi. Éo le cuộc tình luôn. Mời em vô. Ai cũng nói là cái nghề diễn viên là nhiều người yêu và đào hoa. Thật chất là không phải. Riêng em á, em thấy bản thân em thì em đã trải qua hai mối tình rồi. Và hai mối tình em đều thất bại. Bị cắm sừng. Hai mối tình đều bị cắm sừng hết. Dạ. Trời đất ơi. Em nói nghe nè, đưa về bây giờ bàn tay lên chị coi coi. Sao ướt nhẹp vậy? Dạ, em rung á chị. Rung là vậy đó hả? Dạ. Đúng rồi, quá hả? Đúng rồi. Tự tin chứ ông kính nghệ diễn viên mà lên đây rung dữ vậy? Không, tại em nhát gái gì. À, nhát gái. Nhưng mà cái tiêu chí em chọn bạn gái khó không?
Dạ không. Mẫu người lý tưởng sao, chuẩn sao? Dễ nhìn là được rồi chị, em không cần đẹp. Dễ nhìn. Mình là làm diễn viên là mình chú trọng bề ngoài chứ sao mà bạn gái không cần đẹp. Tại vì em nghĩ rằng cái nghề của mình là tiếp xúc với người đẹp nhiều rồi, em nhìn em cũng thấy bình thường. Cái quan trọng là cái trái tim phải trung tình. Có nghĩa là phải cần cái trung tình, mình bị hai cặp sừng rồi. Đúng không rồi. Không muốn cặp thứ ba nữa đúng không? Có cá tính mạnh mẽ chút xíu, mạnh mẽ, công việc ổn định và biết lắng nghe. À, biết lắng nghe. Sao nào? Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Dạ. Em có chung thủy không? Dạ, em rất là chung thủy. Rất là chung thủy, ổn quá trời. Nhưng mà trước khi chung thủy thì mình đã từng trải qua những mối tình nào? Dạ em có hai mối tình ạ. Hai mối tình. Một mối tình kéo dài khoảng 6 tháng, một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Dạ. Thì đều là quen trong lúc em học năm lớp 11 hết. Lý do chia tay thì là tại vì khi mà tính tới cái chuyện gọi là kết hôn á thì cái mấy bạn đó lại biện lý minh lý do này kia cho nên là em không có muốn kéo dây dưa thêm. Muốn phải có sự nghiệp trước rồi mới tính tới chuyện gia đình, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như mẫu thế nào? Mẫu người đàn ông. Dạ thì em không có quan trọng ngoại hình lắm nhưng mà bạn đó nên cao hơn em một chút. Cao khoảng tầm 1m7 là được. Nhưng mà em quan trọng nhiều hơn là về cái đạo đức với lại là cái cách cư xử của bạn đó. Em bị ấn tượng bởi những bạn có cái cách cư xử tinh tế, quan tâm đến mọi người. Dạ. Thấy chia sẻ cái cặp xanh xanh này có vẻ cũng hợp nhau nha. Rồi cặp màu đỏ. Quay lại với Vũ, sao tình trường mình sao cưng? Dạ, mừng quá, chắc đâu có người yêu đâu phải không? Suốt 23 năm nay là em chỉ có tập trung vào cái việc học, việc tập luyện, việc tìm hiểu kiến thức. Để em, vì em luôn nghĩ rằng là sau khi mình thành tài, mình ra trường mình phải là một nhân tài tốt cho đất nước, cống hiến được nhiều lợi ích có giá trị về mặt tinh thần và về mặt thể chất cho mọi người. Nguyên nhân gì ngày hôm nay em đến với chương trình? Dạ, thì em muốn tìm một người yêu có cùng chung chí hướng. Chỉ có chí hướng mới giúp cho hai đứa em tiến xa được thôi. Rồi, thế thì cái chí hướng của em là như thế nào? Dạ. Em nói luôn cho các bạn gái bên kia nghe. Dạ, chí hướng rằng là ví dụ như bạn Nga đi thì có là dancer đi ha. Thì cũng cùng chung cái nghệ thuật với em, nghệ thuật về hình thể. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến với mọi người. Và cũng cùng chung ngôn ngữ Anh nữa. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến mọi người luôn. Cùng chung chí hướng là để đem lại lợi ích cho mọi người bằng cái tâm mê và cái sở trường của mình. Bây giờ về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Dạ em nghĩ là dancer thì chắc là ngoại hình là đủ tiêu chuẩn đối với... Ủa là em nhắm thẳng luôn bên đó luôn rồi đó hả? Chứ em không có cái mẫu người lý tưởng riêng trước khi đến chương trình hả? Dạ dancer. Dancer. Rất là đi thẳng vô mục tiêu. Còn em? Vâng. Kể về chuyện tình trường mình đi nè. Em có 3 mối tình. 3 mối tình. 2 mối tình chính, 2 mối tình chính, 1 mối tình phụ. 9 và phụ luôn. Tình chính và tình phụ. 2 mối tình chính là 2 mối tình chính thức. Chính thức. Lâu dài một chút. Lâu dài là khoảng bao nhiêu năm? Mối tình đầu tiên là 1 năm. 1 năm. Mối tình thứ hai là 8 tháng. Vì sao chia tay? Mối tình 1 năm là bởi vì anh ấy lo cho công việc nhiều quá, không có thời gian cho em. Chết rồi. Dạ. Nhột nha Vũ, nhột nha. Ui da, cái thời khó biểu như vậy căng quá vậy trời. Ồ, lo cho công việc nhiều quá, không lo cho em. Không, mà lúc đó ta chưa có bạn gái, có bạn gái người ta khác. Đúng mà. Đúng rồi, tại vì em làm điều gì em cũng quyết tâm khi mà nên khi mà em yêu ai là một ai đó. Đã quyết tâm tham gia ghép đôi thần tốc là phải quyết tâm có bạn gái. Dạ đúng rồi. Đúng. Và phải chăm lo được cho bạn gái. Phải chăm lo. Đó. Chính xác, tôi đồng ý, tôi đứng phe bạn Vũ. Gương mặt rất là quyết tâm, đầy quyết đoán. Mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người lý tưởng của em là tập gym. Em không cần sống mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Chỉ từng thôi. Ok, thấy rồi cưng. Cao khoảng 1m75 độ lên. Cao mấy mấy? 1m75. 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 Yeah. Gì nữa? Vô quá. Đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Dư sức chị tưởng thôi. Dư sức chị tưởng thôi. Tới luôn nha cưng. Bây giờ thì quý vị thấy đó, sân khấu của chúng tôi rất là nóng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ những người thân của các bạn tham gia chương trình cũng đang rất là nhiều cảm xúc, muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với chương trình. Bây giờ mình sẽ ưu tiên bên nào trước đây? Ưu tiên cho bên nhà gái trước nha. Nhà gái trước nè. Dạ, bên đây là mình thấy có một bác. Dạ, con chào bác. Chào các trường. Dạ. 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 Bác ơi, nãy giờ bác có theo dõi chương trình rõ không bác? Có rõ. Dạ. Dạ, bác là phụ huynh của em nào trong này ạ? Tiên. Tiên. Bé Tiên. Dạ thưa bác nói một chút xíu về con gái mình được không bác?
Nói chung thì nó là con út của cô. Dạ. Thành ra thì cô cũng cũng không có khó khăn gì ăn thua, mà nếu mà cháu thấy con nó thấy mà người nào mà hợp với nó thì tùy nó thôi, chứ cô cũng chẳng có khó khăn gì hết. Dạ. Cô chỉ mong là mọi chuyện tốt đẹp đối với con cô thôi. Dạ. Nhưng mà bản thân cô mình có tiêu chí kiếm con rể tương lai là người như thế nào không ạ? Cô thì cô chỉ thích cái người thành thật, mà không cần giàu sang gì, thành thật mà biết thương con cô thật lòng là được rồi. Dạ. Vậy bây giờ cô tiếp tục theo dõi chương trình nha, để cô xem hôm nay kết quả như thế nào nha cô. Dạ con chúc cô sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ. À bây giờ thì chúng ta sẽ đến đổi không khí, mình chuyển qua bên đây đến người thân của bạn nam. Dạ em chào chị. Mẹ em. Mẹ em hả? Trời mẹ em trẻ quá, chị kêu bằng chị luôn. Xin chào chị. Dạ. Chào dạ. Mẹ. Chào em xinh Cát Tường, dễ thương. Dạ. Chào hết các bạn nha. Chào chị. Em cảm ơn chị. Rồi. Dạ hồi nãy giờ theo dõi câu chuyện ha chị ha. Bây giờ thì ý kiến của chị như thế nào ạ? À? Chị thấy cô nào có vẻ hợp với con trai mình hơn? Cái người con dâu chị theo, mà theo ý chị thì chị không có quan trọng là cái chuyện mà môn đăng hộ đối hay là giàu có gì hết á, mà quan trọng là con dâu là nó phải dễ thương, nó hiền thục. Dạ. Dạ. Biết trên biết dưới là cái điều đó là chị mong rồi, chứ còn mà thí dụ đẹp xấu rồi thì cái chuyện đó chị không có mong, không có quan trọng. Mà quan trọng là con mình thôi. Dạ. Thí dụ mà cái duyên của nó mà gặp người đó thì chị cũng coi như cũng đồng tình với con mình. Dạ. Giờ nôn có con dâu chưa chị? Nôn lắm. Nôn lắm. Cứ hối thúc hoài đó. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Dạ chào chị. Rồi chào MC. Qua tới nhà gái tiếp hả Đạt? Dạ. Chào em. Chào em gái. Em gái ơi. Em chào chị Cát Tường và anh Hương Minh Đạt. À, chào em, là chị em hả? Dạ chị họ. À chị họ. Nãy giờ thì em đã quan sát cuộc nói chuyện thì em thấy cảm nhận của em như thế nào? Em thì em có cảm nhận là hai anh cũng khá dễ thương. Nhưng mà nếu như mà để phù hợp thì em thấy anh ngồi ghế đỏ để phù hợp với Nga hơn. Trời ông căng thẳng nãy giờ ông nghe cô ấy nói cái cô vỗ tay liền à. Phù hợp cái chỗ nào vậy cưng? Phù hợp chỗ nào? Nói chung là tính cách và công việc hầu hết là khá tương đồng với Nga. À. Rồi cảm ơn em nha. Theo dõi chương trình tiếp nha. Dạ. Còn người thân duy nhất còn lại của chương trình là người nhà của Thế Vũ. Nhà của Vũ đúng không? Đó. Rồi chào anh trai luôn. Chào Cát Tường với lại chào anh Đạt. Dạ. Rồi. Chào anh. Tôi là cậu ruột của Thế Vũ. Dạ. Rồi hồi nãy giờ cậu nghe câu chuyện thì cậu có suy nghĩ như thế nào? Thì theo mà mình từ nãy giờ mình xem chương trình đó thì cái người cháu của mình đó với lại cái cô bé Nga bên đó đó thì cũng có nhiều cái chí hướng chung á, thì tôi cảm nhận á thì cứ để tìm hiểu để mà như thế nào cho nó tiến tới được thì nó tốt đẹp hơn. À cậu vẫn thấy là Vũ hợp với cô Nga đúng không? Chính xác là vậy rồi. Chính xác là như vậy luôn. Chính xác là như vậy luôn. Hay quá cậu ơi, cảm ơn cậu. Coi tiếp nha cậu nha. Cậu à, theo dõi tiếp nha cậu. Ngon lành ha, cậu cũng rất là thẳng thắn và quyết đoán giống như cháu luôn. Chính xác. Bây giờ mình còn chần chờ gì bây nữa? Bây giờ gì nữa chị? Mở cửa trái tim. Yeah. Wow. Thấy sao, nhau. Sao? Hồ thấy nhau ai cũng rụt rè mắc cỡ hết vậy. Cười bẽn lẽn. Cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim mở ra là như thế nào? Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Dạ em thấy đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Rồi mình phải trả lời đi chứ, mình thanh niên mà. Dạ lăng à. Dạ tới thôi. Tới thôi. Còn em, đầu tiên khi cánh cửa mở ra thì em có cảm xúc như thế nào? Em sao động quá trời ơi, hai bên nào cũng đẹp hết trơn. Trời ơi. Giờ em không biết chọn ai luôn á. Sao cưng em gái? Dạ em bị cận. Trời ơi, em có quyền đứng lên. Anh cho một tiếng luôn. Dẫn cổ qua coi. Anh cho mượn à, em cứ tiến tới, em tiến tới từng anh một, em nhìn cho kỹ. Đó là cái quyền của mình. Coi chừng người ta coi bói luôn đó nha. Đúng rồi, coi bói đó. Coi bói luôn nha. Đây là anh Vũ. Em có coi tay được không hay là em coi tướng thôi? Anh này cái trán cao, người khá cố chấp. Đúng không em? Quyết đây nó định đọc. Anh này hả? Gương mặt hiền. Tuy nhiên là trong tình cảm thì nhiều khi là anh dễ bỏ cuộc lắm.
Trời. Thầy không có phán nhiều, thầy phán mỗi người một câu một thôi. Rồi. Mà tôi thấy đúng nha. Theo cá tính là anh này cố chấp, nghĩa là quyết cái gì phải được cho bằng được. Anh này là mấy lần rồi coi như là bị không, nhưng mà người ta bỏ em chứ không bỏ ai. Nhưng mà em phải được thiếu quyết đoán, đúng rồi đó. Em nhìn chị kỹ chị cái coi em một câu một thôi em. Chị mượn tay đi. Mượn tay. Chị chỉ làm muốn quẻ hỏi luôn. Em một câu là chị có chồng nữa hay không thôi. Em thấy là chị có nhiều mối lắm, nhiều mối nhiều lắm, nhưng mà để mà tới hôn nhân thì hơi khó, tại vì lúc nào trong trường tình cảm của chị cũng sẽ có một bên thứ ba đưa vào. Tức là ví dụ không có người này nói thì người kia sẽ nói, hoặc là sẽ có những cái tranh cãi nó khiến cho xung đột diễn ra. Cho nên là nếu như mà chị muốn một cái mối hôn nhân kiểu nó lâu bền thì mình nên hạ cái tôi của mình xuống. Trời ơi. Chị ơi, chị chi vậy? Trời ơi, chị có làm gì? Em coi coi. Có gì chi? Có được rồi. Để tôi nghe em gái sinh năm 2000 nè. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào? Em vui. Vui. Vâng. Trúng rồi phải không? Vô. 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 Từ từ. Bây giờ đến màn biểu diễn vô. Vô. Đúng rồi. Hồi nãy giờ là thế. Đúng rồi. Hồi nãy giờ quý vị nghe với anh chàng này giới thiệu quá. Phải có một màn biểu diễn. Người thật việc thật thôi. Người thật việc thật. Ghê. Wow. Dương đồ trong túi áo. Bây giờ có cần cởi áo không? Dạ ok, cởi không em? Cởi đi, còn màu màu mè nữa, khoe body luôn. Đó. Được không em? Ok. Vô. Lên tinh thần. Wow. Yeah. Rồi. Rồi, lần ba. Wow. Wow. Ok. Giờ mình biểu diễn đôi tay đi. Nga. Anh sẽ biểu diễn bằng tất cả niềm tin. Ghê. Thả thính quá. Thả thính liền. Đồ đúng rồi. Yên tâm có người bảo vệ nha cưng. Trời ơi. Đá lồng nghèo nữa. Đá lồng nghèo nữa nha. Trời ơi, bây giờ đá lồng nghèo nữa nha. Quá tuyệt vời. Ê, cái màn đá lồng nghèo ở nhà mình có tập không Vũ? Dạ, freestyle ngẫu hứng. Freestyle ngẫu hứng hả? Dạ. À, hồi nãy em thấy tích tắc vậy nè. Hất cái tay lên, đá đâu nghe không có chạm xuống. Ê, nó nghe nè, Đi tới đo nhịp tim của coi là có đưa tay ra coi đo huyết áp tôi gì đó, điểm nhịp tim coi có đập mạnh không? Sao? Dạ mạnh. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? À, ở giữa. Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bậy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Nên ra thử coi có nghe không? Ôi. Hả?
Mạnh lắm chị ạ, mạnh lắm chị ạ. Mạnh lắm hả? Vâng. Đâu để lâu tai vô nghe thử coi nghe là... tiếng không? Sao? À. Tiếng sao? Để lâu lâu mới nghe được chứ. Để lâu lâu mới nghe được chứ. Vậy sao mà nghe? Gì vậy? Lạnh hả? Dạ không, nó đập như vậy nè. Nó đập. Rồi em thấy không? Sao? Khô. Khô. Trời trời. Sao? Bộ gì đứng nắm, luôn nắm tay, nắm tay coi, nắm tay coi. Dạ không, chút nữa đi. Lỡ anh không chọn em rồi sao? Lỡ anh không chọn em rồi sao? À đúng rồi, bé này vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tỉnh táo. Phải giữ khoảng cách chứ. Nắm tay là bấm nút rồi mới nắm. Đúng rồi. Chưa bấm là chưa có nhấn. Trời, đúng vậy không? Đi về chỗ, đi về chỗ, giữ nét mình liền chứ. Rồi. Đâu được vậy. Cho cặp này thở chút đi. Em mạnh dạn lên. Phải tìm cách chinh phục chứ. Vậy bây giờ em thay lời nói bằng một ca khúc, một đoạn ngắn được không? À, bài hát. Vỗ tay. Vì sao em hơi làm sao biết được tình yêu cháy ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao niềm gì không nói nhìn anh với người vì anh đến sau nên nam thương đau giờ trách ngay nụ cười em trên môi đôi mắt long lanh như sao trời nào phải đau cho anh riêng anh mà tiếc nhớ đừng buông chỉ tôi ơi khi giấc mơ chỉ xa đổi đời vì sao anh luôn yêu em thôi vì sao anh còn tìm chỉ có em. Yeah, cũng đã tính lắm đó nha, cũng đã tính lắm nha. Rồi bây giờ sao cưng, có gì muốn hỏi ảnh không? Công việc của anh á thì là thời gian như thế nào ạ? Công việc của anh cũng khá là bận rộn. Nhưng mà không bận rộn bằng như bạn này đâu. Nhưng mà nếu mà anh sắp xếp được thì anh cũng dành thời gian cho gia đình và bạn bè, cũng như là người con gái mà anh thương. Anh có định hướng gì trong tương lai cho mình chưa? Công việc của anh thì cũng ổn định rồi. Nhưng mà định hướng tiếp theo của anh trong tương lai là anh hy vọng là sẽ có một người yêu và đi đến một cuộc hôn nhân lâu dài. Có tiền lấy vợ chưa? Có của hồi môn ạ. Có của hồi môn. Ủa sao của hồi môn là của ai? Dạ của ba mẹ cho. Rồi em muốn hỏi gì cổ không? Em nghĩ sao giờ nếu mà em có một người bạn trai mà làm nghề diễn viên nha? Dạ em tôn trọng mọi cái nghề nghiệp cho nên là anh làm diễn viên thì không có gì hết. Quan trọng là anh có, nếu như anh bận rộn thì em có đủ quan trọng để mà anh sắp xếp thời gian dành cho em hay không thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Thế em có hay kiểm tra, em có thích là kiểm tra kiểm soát điện thoại hay là quản lý? Dạ không ạ, em rất là sợ người khác kiểm soát em á, cho nên là em cũng không bao giờ kiểm soát cái đối phương của em. Em nghĩ là trong tình cảm quan trọng nhất là lòng tin. Dạ thế còn sao tin 2000? Em còn trẻ còn nhỏ là thường hay ghen bóng ghen gió ghen tuông, rồi đây là cũng đi dữ lắm, đi biểu diễn đi tùm lum, thì em có ghen không? Dạ em không ghen đâu chị ạ. Sao không ghen? Sao cổ chia sẻ nhìn cổ sao nhìn xuống không vậy? Anh ấy đang mệt. Anh ấy đang mệt. Anh đâu có mệt. Thôi. Anh mệt đâu? Anh mệt khi mà quá yêu em. Anh mệt khi mà quá yêu em. Trời ơi nói da gà luôn á. Rồi tiếp đi cưng. Em không phải là người ghen bóng ghen đó đâu ạ. Cái gì nếu mà em đã ghen thì chắc chắn nó phải có một cái lý do chính đáng một tí. Vâng. Chia sẻ với em á, dù ảnh có lớn hơn em thiệt, ảnh nãy giờ ảnh biểu diễn nhìn ngầu thiệt, nhưng trong tình trường ảnh mong manh dễ vỡ. Tờ giấy trắng nha. Đừng có viết bạ lên đó nha. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Giờ em có muốn hỏi gì người ta không? Qua những gì mà Nga đã chia sẻ từ đầu đến nhìn tới giờ thì em đã phần nào hiểu được Nga rồi. Còn lại thì hai tụi em sẽ tự tìm hiểu. Chưa gì nó muốn qua cầu rút ván rồi đó Đạt. Có nghĩa là tụi em tự tìm hiểu. Còn như hai đứa mình là dạt ra một bên, đâu cần thiết nữa đâu. Rồi ai có tặng quà, tặng ơ gì không? Ở đó đúng rồi, có gì thấy trên đó có cái hộp xanh xanh tím tím nè. Dạ có. Anh có chế độ ăn riêng không? Anh thật sự thì anh cần một người làm cho anh cái chế độ đó. Anh vừa ăn sô-cô-la được, em tặng anh sô-cô-la tình em rất yêu vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Sô-cô-la tình yêu. Cái găng tay này là anh đã đi suốt hết tất cả những cái cuộc thi lớn từ Asia Got Talent đến những cái giải mà anh đã giành được rất là nhiều bằng cái bộ môn sức mạnh đôi tay em lại. Vì vậy nó có rất là nhiều công sức và rất là nhiều cái ý chí của anh.
Thế nên nghĩ rằng khi mà anh tặng lại cho em, nếu mà em không đeo cũng được thì em xem nó như một cái biểu tượng ý chí để em có thể vượt qua được tất cả những cái điều khó khăn trong cái cuộc sống. Mỗi khi mà em buồn nhất thì hãy đeo nó vào và hãy nghĩ đến anh. Cái sức mạnh ý chí của anh sẽ giúp em vượt qua hết. Còn cái này nó là cái sự khéo léo của anh, từ một truyền nhân làm riêng cái con yo-yo này để tặng cho anh. Và nó đã giúp anh chinh phục được top 3 yo-yo quốc gia năm 2017. Trời. Và anh cũng tặng nó cho em luôn. Rất là nhớ coi. Kỷ vật đó là quý giá. Trời ơi, nó tặng luôn vậy đó hả? Nói lần đầu tiên mà tặng những kỷ vật coi như là bao nhiêu năm trời tập luyện. Thấy không, người ta chân thành lắm nha cô. Cho nên là em không được yếu đuối. Em muốn cái gì em phải đi bằng hết cả ý chí và niềm tin của em cho điều đó. Và em sẽ đạt được, chắc chắn em sẽ đạt được, vì em đã gặp anh vào ngày hôm nay. Vâng. Cái vòng tay là mồ hôi và nước mắt không đó. Vâng. Trân trọng đó. Vâng. Cảm xúc của em. Em bảo môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô, mất dễ thương. Giờ sao em chăm sóc bằng cách nào? Anh thiếu nước rồi, anh thiếu tình yêu đó. Giờ làm sao? Có cách nào không cho môi bớt khô em? Để về nhà nè. Ủa vậy nhưng mà có cách gì để về nhà để hết môi khô? Hôn một cái đó, thấy chưa? Hôn hoài đi là môi nó hết khô. Dạ. Rồi tiếp tục. Này là cuốn sách mà em để đầu giường cho nên là nay em gửi tặng anh. Sách để đầu giường. Dạ, sách này em thường hay đọc á. Thì nhờ cái cuốn sách này mà em sắp xếp công việc của em rất là tốt. Cho nên là em hy vọng là anh đọc xong anh sẽ sắp xếp công việc của anh, và công việc của anh sẽ ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn. Cái màu hoa nghe là cơ. Lỡ qua rồi mình nhìn sát một chút xíu nữa, nhìn sát vô đó, có tiềm năng gì không? Có dạ. Tiềm năng gì trong tương lai không? Dạ cái này em xin giữ riêng. Trời ơi, thiệt á. Bây giờ hãy lắng nghe chị Tường chia sẻ. Đây là lúc quan trọng nha. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn đều có hai cái nút bấm. Hãy nhìn kỹ. Màu xanh và màu đỏ, đừng bấm lộn. Nhớ màu nha. Thích người đang ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm nút màu đó. Khi nào mà hai chiếc ghế cùng màu cùng sáng đèn thì chúng ta sẽ làm một cặp. Mời các bạn lắng động lại để lắng nghe nhịp đập trái tim của mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có 5 giây để đưa ra một quyết định chính xác của mình ngay khoảnh khắc này. 5, 4, 3, 2, 1. Em không cần sống mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Ủa? Chị Tường ơi. Ok, thấy rồi cưng. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm, và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Dạ em thấy đúng gu em rồi á. Bấm. Xong. Vỗ tay cho một cặp đôi cái nào. Hôm nay lý do gì em chưa chọn được cái người mình mong muốn? Tại sao em không bấm? Thật sự anh xin lỗi em. Như hồi nãy em nói thì trong tình yêu thì yêu thì phải ghen. Nhưng mà đối với anh thì trước đây anh cũng từng ghen mà cũng ghen nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ anh thấy ghen nhiều quá đối với anh là một cái gì đó nó có cái sự gò bó và nó cái sự sợ hãi trong đó. Thì nên anh không chọn em. Thì anh hy vọng mình đến với nhau không được thì mình là anh em bạn bè. Có nghĩa là em muốn một người bạn gái mà không có ghen. Dạ. Rồi thôi thì chúc cho hai bạn ha sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và ngay tại khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi đã cùng quyết đoán nãy giờ đẹp được hình đoạn cuối nha. Xin mời. Rồi tiến lên phía trước. Bây giờ nắm tay được chưa cưng? Dạ rồi. Dạ rồi. Oh yeah. Hôn nhau cái gì cưng? Một khởi đầu tốt đẹp. Trời ơi. Cái này làm gài 80 lần là hết khô môi đó cưng. À ha. Cảm xúc hiện tại thì em thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho chị hỏi một câu nữa, đây có phải nụ hôn đầu tiên không? Dạ đây là nụ hôn đầu tiên của em. Thật sự luôn hả? Thật sự. Em đó nha. Đó. Em là thiêng liêng cao cả lắm em phá cái sự trong trắng thơ ngay của cái bờ môi hơi khô của ảnh.
em phải chịu trách nhiệm với nó, đồng ý không? Em phải nói sao với ảnh, em quay qua em nói sao đi. Em là cái người, cái tác nhân là em gây ra áp lực nặng quá. Thật sự luôn chị ơi. Sao? Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Cảm ơn em. Dạ. Em hiểu mà. Môi từ đây không khô. Trời ơi. Dễ thương quá. Tôi nghe ở đâu ngoài kia hú quá trời hú luôn á. Vậy hả? Rồi, em ơi, mình có thể hôn cá nữa không em? Một đâu hai đâu em. Bây giờ người bình thường tham gia chương trình là một, nhưng mà anh này môi khô quá. Có lần thứ nhất và sẽ có lần thứ hai. Đúng rồi em. Hùng. Không? Wow. Hoài đừng hoài luôn hả? Bây giờ thì trong không khí rất là vui vẻ này thì chị Tường xin thay mặt chương trình Quốc Việt Food xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng đây, cho em. Tặng cho em. Gửi tặng cho em. Rồi, cảm ơn chị. Chúc may mắn lần sau nha cưng. Và phần quà tiếp theo là mỗi bạn được nhận 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Đây, tặng em gái tặng nha. Em cảm ơn. Đây, tặng em luôn, nước rửa chén luôn nha. Và bây giờ thì dành tặng món quà này cho cặp đôi đã thành công. Chúc mừng cho hai bạn ngày hôm nay đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về cùng một hướng với nhau. Xin gửi tặng hai bạn. Đây là nhãn hàng Joy. Hân hạnh được tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy 2 trong 1 miễn phí. Đây. Chưa hết, từ từ. Này em cảm ơn. Chưa hết đâu, còn nữa nha. Vâng. Hôm nay vì các bạn đã là một cặp cho nên nếu như mà các bạn cố gắng phát triển cái tình yêu này, một khi nào đó các bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và đây, dù cho hôm nay là hai bạn chưa có thành công nhưng mà để khích lệ tinh thần của các bạn, nhãn hàng Joy cũng sẽ tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, xài 1 năm luôn nha. Cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Quý vị khán giả thân mến hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube NCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.